Hello, xin chào quý vị các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang đứng ở ngay khu vực cầu Săn Máu. Cái đường chỗ này là đi vào Trảng Dài quý vị, đường Nguyễn Phúc Chu này. Còn cái hướng này là chúng ta sẽ đi về trung tâm thành phố Biên Hòa quý vị ha. Thì ngay ở bên phía tay trái, ngay chỗ vị trí Phú đứng, đây là quán cà phê Nomad. Một quán cà phê nằm ngay đầu cầu Săn Máu luôn. Quán này đã có khá là lâu rồi, nhưng mà hôm nay Phú mới vào để uống lần đầu. Và quay cho quý vị xem. Quý vị thấy đây là không gian của quán này. Chỗ này có một cái menu, những cái loại thức uống ở trong quán ha. Cho quý vị coi một số cái hình ảnh không gian bên trong quán. Thì Phú thấy là cái quán này á, có vẻ là đã cũ quá rồi mà không được tân trang lại. Không biết là chủ quán người ta cố tình người ta để cái kiểu thế này để cho có vẻ cổ điển hay sao đó. Nhưng mà Phú thấy là thứ nhất là bàn ghế, thứ hai là cơ sở hạ tầng nó đều cũ và có vẻ xuống cấp hết rồi. Quý vị có thể nhìn thấy là những cái cọc sắt ở bên trong nhà, rồi những cây cột bê tông đó, những cái xà ngang người ta đổ bê tông, không có tô và áo, rồi không có quét sơn. Những cọc sắt thì nó han rỉ hết. Không biết là cái này người ta cố tình ta để vậy hay sao. Còn cái này bây giờ Phú đi cái cầu thang sắt này, cầu thang xoắn ốc á, để đi lên trên nha quý vị nha. Quý vị xem bên trên như thế nào nè. Đây, cái này là phía ngoài hành lang ở trên lầu. Nhưng mà buổi sáng nắng lắm, không có ra ngoài ngồi quý vị nha. Cái này để buổi tối ngồi thì mát. Đó, đây là không gian ở bên trong phòng ở trên lầu này. Thì cái quán nó thiết kế theo kiểu là cửa kính hết, cho nên quý vị có thể nhìn ra bên phía ngoài đường. Đó quý vị nhìn đấy, chỗ đó là cầu Săn Máu đó. Từ trên chúng ta nhìn xuống cái phòng ở phía dưới này. Đó, quý vị thấy không? Những cái cột đều là cột bê tông mà không có tô hồ gì hết, cứ để như vậy thôi. Có một điều Phú rất là thích khi mà vào bên trong cái quán này, đó là cái quán nó có một cái không gian khép kín và người ta mở máy lạnh rất là mát luôn. Quý vị có thể nhìn xuyên qua cái lớp kính đi ra ngoài đường, rất là thú vị. Đó, cái quán thì nó cũng không được rộng cho lắm quý vị, nó chỉ nhỏ nhỏ vậy thôi. Đây là cái bàn Phú ngồi này, nó có trang trí một cái bình bông như thế này. Đó, và đây là cái đồ uống Phú gọi ra, đó là trà sữa trân châu và có phủ một cái lớp kem phô mai mỏng ở phía trên. Thì Phú thấy là cái giá nước ở trong quán khá là rẻ quý vị ha. Quý vị có thể nhìn thấy ở trong cái menu đó. Rồi, bây giờ Phú sẽ thưởng thức cái đồ uống này và sẽ tiếp tục hành trình ngày hôm nay. Và cái video này Phú xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Nếu quý vị các bạn có ở gần khu vực chỗ này, quý vị có thể đến quán cà phê Nomad để trải nghiệm thử xem như thế nào quý vị nha. Rồi, xin chào quý vị và hẹn quý vị vào những video tiếp theo nha.